Có gì dưới rãnh Mariana, nơi đáy đại dương phong phú qua sức tưởng tượng của bạn? Như mọi người cũng đã biết, hơn 70% bề mặt trái đất của chúng ta đều được bao bọc bởi đại dương và 96% nước trên trái đất đều là nước biển, cho nên trái đất chúng ta thực ra có thể nói là một tinh cầu đại dương. Thế nhưng sự hiểu biết của con người đối với biển là cực kỳ ít, chưa đến 5%. Tỷ lệ này có thể nói là giống với sự hiểu biết con người đối với vũ trụ. Mà những sự kiện bí ẩn con người phải gặp dưới đáy đại dương thì lại nhiều vô kể. Cho nên đại dương bao la kia luôn là nơi mà con người muốn khám phá, thăm dò cho rõ ràng đến tận cùng của nó. Và có một nơi có thể tạm xem là nơi tận cùng của dưới đáy đại dương, đó là rãnh Mariana. Vậy vì sao mà rãnh Mariana lại được gọi như vậy và dưới đáy đại dương sâu kia náo nhiệt đến mức nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Các bạn có biết độ sâu trung bình của biển là bao nhiêu không? Là 3.680m. Độ sâu này lại vô tình bằng độ cao của di chỉ của cự thạch Puma Kunku. Vậy mà độ cao trung bình của đất liền trên toàn trái đất chỉ có 860m. Cho nên so với đất liền thì đại dương tương đối sâu và tương đối rộng. Và nơi sâu nhất con người biết đến cho đến nay là rãnh Mariana, sâu hơn 11.000m, cao hơn rất nhiều so với đỉnh Everest cao nhất thế giới là 8.849m. Nằm ở phía tây bắc của Thái Bình Dương, phía đông nam của Nhật Bản, phía đông bắc của Philippines. Rãnh này rộng 69km, nhưng chiều dài của nó lại trải dài lên đến 2.500km. Tiếp theo, chúng ta sẽ chính thức lặn xuống đại dương để xem có điều thú vị dưới này nhé. Trước tiên 3m. Độ sâu mà con người bơi thông thường là không quá 3m. Dưới nước 20m đến 30m chủ yếu là đá san hô, cũng là một khu vực thực vật thủy sinh phát triển, tiếp tục lặn xuống dưới. 40m. Độ sâu 40m là độ sâu cực hạn cho con người lặn giải trí thông thường. Nếu như lặn dưới độ sâu quá 40m, con người sẽ sinh ra cảm giác đau nhức xương khớp, đau đầu và chóng mặt. Nó cũng giống như bệnh núi cao vậy. Một điều rất kỳ lạ là con người đi lên phía trên cũng sản sinh triệu chứng này, mà đi xuống dưới cũng là hiện tượng này. Con người giống như bị kẹp ở giữa, níu chân con người tại bề mặt trái đất vậy. Vì thế mà bể bơi sâu nhất thế giới cũng chỉ là 40m. Ở Ý, có một khách sạn thiết kế bể bơi sâu như vậy để phục vụ những người yêu thích lặn, có tên là Thermalimpidi. Và giờ chúng ta lặn xuống tiếp, 70m. Ở độ sâu này, con người bắt đầu sinh ra ảo giác. Loài cá lớn nhất thế giới, cá nhám voi hay còn gọi là cá mập voi thông thường sống ở khu vực này. 100m. Ở độ sâu này là cực hạn cho lặn nước chuyên nghiệp rồi. Tại độ sâu này có một loài bạch tuộc sinh sống, gọi là bạch tuộc khổng lồ Bắc Thái Bình Dương. Loại bạch tuộc này có thể đổi màu giống như tắc kè hoa vậy. Hơn nữa còn cực kỳ lớn, dài đến 6m, cao gấp 3 lần con người lại đổi màu nữa. Cho nên từ thời cổ xưa thường gọi nó là quái vật biển. 200m. Thường thì dưới nước 200m là chúng ta đã gọi là biển sâu rồi. Bởi vì bên dưới độ sâu này ánh sáng không đủ để quang hợp, cho nên dưới độ sâu này căn bản là không còn thực vật lá xanh. Thế nhưng ở độ sâu này có một loài cá gọi tên là cá hoàng đế, cũng gọi là hải long vương vô cùng lớn. Trong hạng mục lặn tự do thì có một người Áo tên là Herbert Nitsch đã lập kỷ lục thế giới khi lặn một mạch xuống 214m vào năm 2007. Thông thường thì điều này không thể làm được. Lúc nãy chúng ta cũng nói vượt quá 100m thì con người sẽ sinh ra ảo giác. Vậy nếu xuống sâu hơn thì có thể các cơ quan của bạn sẽ bị chèn bẹp, sau đó phổi và lồng tách rời. Thế nhưng người này thông qua việc lợi dụng áp lực vùng bụng khiến cho các nội tạng dồn lên trên giữ cho lá phổi không bị ép xuống nên có thể lặn sâu đến như vậy. Kỷ lục nín thở lần này là 11 phút. 300m. Đến 300m thì có thể gặp loài cua to mà mọi người hay ăn, đó là loài cua nhện khổng lồ. Càng của nó cực dài, đầu thì rất nhỏ. Càng của nó kéo thẳng ra có thể dài đến 4m. Ngoài cua ra, thực ra con người cũng đã từng đến chỗ này. Vừa nãy chúng ta có kể đến con người nếu không có thiết bị hỗ trợ có thể lặn được đến 214m. Còn nếu dùng đến thiết bị như bình dưỡng khí thì có thể đạt độ sâu đến 332m. Dự định ban đầu của anh là lặn đến 350m, nhưng khi tới 332m thì bị mất đi tri giác và rồi sinh ra các loại ảo giác không còn cách nào khác, chỉ có thể nổi lên trên ngay lập tức. Khi lặn xuống anh chỉ mất 15 phút và khi nổi lên thì lại mất đến 13 tiếng rưỡi. Vậy tại sao nổi lên lại chậm như vậy? Là do trong bình dưỡng khí anh ta mang không chỉ có oxy, còn có cả nitơ và các loại các khí khác nữa. Nếu như nổi lên quá nhanh, trong cơ thể cũng sẽ hình thành nên các bọt khí và các tế bào. Bọt khí trong huyết quản giãn nở nhanh chóng thì người ta sẽ phát nổ, hoặc sẽ xảy ra các trường hợp nhiễm độc oxy. Loại này cũng sẽ gây nên tổn thương vĩnh viễn cho mắt, tủy sống và trung khu thần kinh, cho nên bắt buộc phải nổi lên từ từ để cho các bọt khí trong máu từng chút một thông qua phổi rồi ra ngoài. 500m. Đến độ sâu này thì không còn là thế giới dành cho loài người nữa. Xuống đến đây có thể nói là thế giới chỉ dành cho động vật rồi. Cá voi xanh là động vật lớn nhất thế giới. Độ sâu cực hạn của nó chính là 500m. Cá voi xanh không chỉ có thân hình lớn mà tiếng kêu của nó cũng vậy. Âm thanh nó phát ra trong nước có thể lên đến 188 decibel.
còn lớn hơn cả âm thanh của máy bay chiến đấu. Hơn nữa, âm thanh này có thể tỏa đi ra 1.600 km. Nó có thể thông qua một tiếng kêu gọi đồng loại từ cách xa 1.600 km. Ngoài cá voi xanh vẫn còn có một loại có thể bơi được nơi như thế này mà bạn không thể ngờ đến được. Đó chính là chim cánh cụt hoàng đế. Nó có thể dễ dàng lặn xuống độ sâu 500 mét. Hơn nữa, có thể bơi lội tự do ở độ sâu 10 phút. Đây là loài chim chịu được lực nén mạnh nhất. Chúng ta hãy lặn tiếp xuống. 900 mét. Mực khổng lồ sống tại đây. Thân dài đến mười mấy mét, mắt thì to như đầu người. Mọi người chắc có lẽ sẽ nghĩ loại cá mực này rất hiếm lạ, nhưng thực ra loài mực khổng lồ này chắc là có rất nhiều. Chỉ là chúng ta rất ít đến nơi độ sâu như vậy nên không nhìn thấy mấy con. Làm sao có thể biết được loại mực khổng lồ này chứ? Chút nữa chúng ta sẽ nói đến một thứ sẽ liên quan đến vấn đề số lượng của loài mực khổng lồ này. Chúng ta sẽ tiếp tục lặn xuống. 1.000 mét. Đến 1.000 mét rồi thì đã tiến vào vùng gọi là vùng biển sâu tăm tối. Ở trong khu vực này thì không có chút ánh sáng nào cả. Toàn bộ là bóng tối và hơn nữa, bắt đầu từ khu vực này, động vật sinh sống là tương đối ít. 1.700 mét. Xuống đến 1.700 mét mà vẫn xuất hiện một thứ cực kỳ đáng yêu. Đây cũng là một loại trên đất liền, gọi là hải cẩu voi phương Nam. Chính là loại lớn nhất trong nhóm hải cẩu. Loại cẩu này có thể lặn xuống độ sâu 1.700 mét. Hải cẩu voi phương Nam trưởng thành có thể đạt đến trọng lượng 5 tấn. Chiều dài cơ thể lên đến hơn 7 mét. 2.000 mét. Ở độ sâu này có một loại gọi là hắc long ngư. Loài cá này đúng thực sự là loài cá ngoài hành tinh vậy. Hình dáng như thế này. Màu đen, răng nhọn và giống như quái vật trong phim Venom. Bên dưới nó có mấy sợi râu có thể phát sáng. Đó có thể là dụng cụ bắt mồi. 3.000 mét. Bắt đầu từ 3.000 mét đã bước vào vùng sâu thẳm. Ở độ sâu này nhiệt độ chỉ có thể 1 đến 2 độ. Hoàn toàn không có ánh sáng và áp lực dưới nước vượt quá 300 ATM. Thế nhưng, vẫn có một loại cá cực lớn sống tại đây. Cá nhà táng. Hay còn gọi là cá voi thơm thuộc cục bộ cá voi. Nó có thể lặn xuống dưới độ sâu 3.000 mét. Lặn xuống sâu như vậy để làm gì? 3.800 mét. Ở độ sâu này có một con cầu đỗ tại đây. Đó là tàu Titanic năm 1912. Titanic và Jack đã chìm xuống dưới độ sâu này. Đã hơn 100 năm qua cho đến tận ngày này, thì con tàu này vẫn chưa được vớt lên. Hơn nữa, nó được ghi vào di sản văn hóa dưới nước không được phép trục vớt nữa rồi. Nếu có muốn tham quan thì cũng không được. Thế nhưng, Cameron đã từng đến đây 33 lần. Ông chính là đạo diễn nổi tiếng của Titanic, Avatar, James Cameron đã từng xuống dưới đây 33 lần. 4.000 mét. Xuống đến độ sâu 4.000 mét này có một loài cá răng lòi sinh sống, răng nó rất dài. Các loài cá biển sâu này do thức ăn rất ít, cho nên một khi đã cắn là tuyệt đối không cho con mồi chạy. Vậy nên răng của nó mọc cực kỳ dài. 8.178 mét. Ở độ sâu này là nơi sâu nhất cho đến phát hiện cá sinh sống. Tháng 4 năm 2017, một nhóm khảo sát đáy biển của Trung Quốc ở độ sâu 8.150 mét phát hiện một con cá màu trắng. Tiếp đó, đến tháng 8, một nhóm của Nhật Bản cũng phát hiện một con cá màu trắng y hệt như vậy ở độ sâu này. Và rồi sau đó phát hiện thêm nhiều con nữa. Họ đã để lại một chút tôm và ít thức ăn cho chúng đã bơi đến đây. Loài cá này đến nay vẫn chưa có tên chính thức. Tạm thời gọi chúng là cá sò Mariana. Loài cá này có thể lặn sâu hơn nữa, đến nay hay không thì vẫn chưa biết. Hoặc là ở nơi sâu hơn, chúng ta hãy tiếp tục lặn xuống. 10.660 mét. Tại nơi đây đã phát hiện một loại sinh vật nguyên sinh đơn bào khổng lồ. Sinh vật này mặc dù là sinh vật đơn bào, thế nhưng cơ thể dài đến 20cm. Tế bào của chúng ta thì nhỏ không nhìn thấy được, mà nó chỉ là một tế bào 20cm. Nhìn như thế này, nhìn giống có nhiều cánh, nhưng không phải là nó là một tế bào của một loài động vật cực kỳ nguyên thủy. Cho nên từ rất nguyên thủy hàng mấy trăm triệu năm trước đây, sinh vật đơn bào có thể lớn như vậy. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến nơi sâu nhất của đại dương. 11.034 mét. Nơi sâu nhất này được gọi là vực thẳm Challenger. Vực ra rãnh đại dương này từ 50 năm thế kỷ trước đã đo ra được sâu như vậy. Tính đến nay thì tổng 4 người đã từng được đo sâu như vậy. Trong đó có 2 người từ năm 1960 đã xuống dưới độ sâu này rồi. Một người là Don Walsh và một người là Jacques Picard. Khi họ xuống đáy xuống biển sâu 10.916 mét thì mất 5 tiếng. Nhưng vừa đến nơi thì phát hiện một cửa sổ bị nứt nên liền phải nổi lên ngay tức khắc. Thế nhưng trước khi nổi lên họ vẫn cố gắng hết sức quan sát một chút khung cảnh xung quanh. Hai người này nói rằng phát hiện có cá bơn, có tôm. Lần lặn xuống độ sâu này tiếp theo là năm 2012 của James Cameron. Ông đã ở dưới nước hơn 2 tiếng đồng hồ. Ông nhìn thấy có gì đó như tôm dài 3cm. Ngoài ra không thấy gì khác nữa. Và còn nói rằng nơi đáy biển này giống như là bề mặt mặt trăng vậy. Vắng vẻ không có gì cả. Người cuối cùng xuống đến độ sâu này là vào tháng 4 và tháng 5 năm 2019. Người này trong 2 tháng đã xuống độ sâu này 2 lần liên tiếp. Ông ấy là Victor Vescovo. Theo lời của ông Vescovo, ông không nhìn thấy gì cả, chỉ toàn rác là rác. Hồi năm 1960 có cả cá bơn và tôm.
đến năm 2012 thì chỉ còn tôm, còn đến năm 2019 thì tôm cũng không còn nữa mà chỉ còn rác. Dù là nơi tận cùng của đại dương nhưng mà rãnh Mariana vẫn không thoát khỏi rác của con người thải xuống, đặc biệt là rác thải nhựa. Và đáng buồn hơn là lượng rác càng ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Và có lẽ đây chính là mối nguy hại của các loài sinh vật nơi đây khiến sự sống của chúng bị đe dọa. Vậy là chúng ta đã lặn xuống thám hiểm một vòng quanh đại dương bao la và thấy được rằng thế giới xung quanh chúng ta thật có nhiều điều mới lạ và bí ẩn. Và con người sẽ còn phải dành rất nhiều thời gian nữa để có thể khám phá hết. Bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé!